Xin mến chào các cô chú, các anh chị và các bạn thân mến. Mình mới vừa đi làm về các bạn ơi. Thì chiều nay không có gì ăn, mà mình có cơm gạo lứt ở sẵn trong tủ lạnh rồi. Với lại hôm kia đó ăn lẩu các bạn. Ăn lẩu xong mà rau cứ còn mỗi thứ một chút á. Bây giờ mình đem đi giục thì mình tiếc. Bây giờ mình sẽ làm một nồi chay các bạn ơi. Sẵn là mình trong tủ lạnh mình có một miếng đậu hũ. Mình mới vừa mở cái hộp. Ở bên đây người ta bán đậu hũ như vậy nè, trong cái hộp như vậy nè. Khi nào mình cần ăn là mình xài thôi chứ cũng tiện lắm. Thì mình mới vừa mở ra rồi, giờ mình chậm nước sẵn rồi, bây giờ mình chiên lên. Mình lấy một phần chiên mình ăn. Còn bao nhiêu á, mấy cái rau củ quả mà nó dư dư á các bạn. Chẳng hạn như còn chút cà chua, còn chút thơm nè. Rồi một ít nấm, ít bông cải đồ vậy đó. Mình làm một nồi, mình kho một phần đồ chay luôn các bạn. Thì chắc mình ăn được hai bữa đó. Các bạn cùng nấu với mình cho vui nha. Đây các bạn ơi, cái chảo đồ chay mình mới nấu xong đây. Các bạn thấy ngon không các bạn? Cùng là bếp nấu món chay với mình nha. Bây giờ mình chiên cái đậu hũ trước các bạn. Chế miếng dầu mình chiên. Ở nhà có mình ăn cái gì cũng được hết các bạn. Mình ăn đơn giản lắm. Có miếng to, miếng nhỏ luôn đó các bạn. Mình không có làm chiên ngập dầu luôn các bạn. Rồi mất công đổ cái dầu đi, mình chiên sơ sơ thì thôi. Chiên áp chảo cho mình. Đó, chiên vậy thôi. Chiên ngập dầu thì nó ngon hơn. Mà mình làm gọn gọn vậy thôi. Cái này đúng là vét tủ lạnh luôn đó các bạn. Hôm nay là thật sự là mình vét tủ lạnh thiệt đó các bạn. Cái này á là cái sốt mình làm là dầu ô liu nè, với lại cái ngò tây, với tỏi, với ớt đó. Để trét bánh mì ăn đó, rất là ngon các bạn. Rồi mình để trong tủ lạnh thì nó đông lại vậy thôi, chứ nó rất là ngon. Mình cũng xài luôn, chứ không thôi mình bỏ uổng. Đó. Mình cho vô luôn. Để mình nấu. Chiên được một dĩa. Có ít hành lá, đầu hành lá mình cũng bỏ vô luôn. Giờ đúng là vét tủ lạnh luôn đó. Rồi, mình còn một ít cà chua này các bạn. Mình bỏ vô mình xào. Đúng ra cắt nhỏ nhỏ thì nó ngon. Mà mình giờ mình không muốn bày thớt bày đồ ra nữa. Bỏ hết mấy cái này vô luôn, nấm với bông cải mỗi thứ một chút. Mình nêm chút xì dầu vô luôn các bạn. Với mình cho nửa muỗng đường. Rồi bớt lửa lại. Mình cho chút xíu nước vô cho nó dễ chín. Để vặn lửa cho nó lớn lớn chút. Bây giờ cái bông cải này cũng gần gần chín rồi nè các bạn. Mình bỏ này vô luôn.
mình chừa lại một ít để mình chấm xì dầu mình ăn. Còn một phần thì mình bỏ vô đây. Mình chừa lại mấy miếng. Mấy miếng này để chấm xì dầu ăn. Với lại hồi nãy mình lục ở trong tủ lạnh ra còn mấy cái rau cần tây nè các bạn. Mùa này trong tủ lạnh mình lúc nào cũng có cần tây hết trơn. Cứ cần tây, cà rốt là lúc nào trong tủ lạnh cũng có. Với còn một ít thơm mà mình nghĩ mình bỏ vô mấy miếng thôi. Còn nhiêu để ăn sống cũng được, thơm ăn sống được. Đó, vậy thôi. Màu sắc bắt mắt rồi. Cho thêm miếng nước vô. Mình tiếng là ăn chay chứ nhiều khi mình cũng nêm chút dầu hào đó các bạn. Bữa nay thì mình chỉ nêm chút xì dầu thôi để mình nếm thử. Mình ăn một mình á cũng dễ lắm. Mình nấu ăn cho một mình á các bạn, mình ăn rất là dễ. Chút muối, tiêu, chút xì dầu là xong. Không cần bột ngọt, không cần những bột nêm gì hết trơn á. Đó, nêm vậy thôi đó. Nêm chút xì dầu thôi. Còn hôm nào hứng hứng thì bỏ một chút dầu hào vô. Còn thôi là cứ như vậy thôi. Từ hồi nãy á, trong cái sốt này nè, mình có lấy ra đó các bạn. Cái sốt này là cái sốt chimichurri á, để mình làm, mình trét bánh mì ăn á. Trong đây mình đã nêm muối tiêu rồi. Muối tiêu, ớt, tỏi, rau mùi tây ở trong đây rất là ngon. Thành ra mình lấy cái sốt này mình nấu vô đây là nó có sẵn muối tiêu luôn. Cái mình nêm có một chút xì dầu à. Rồi vậy là xong một nồi rồi đó các bạn nè. Mình nấu chút xíu à, là ra một cái chảo như vậy. Ăn hai bữa các bạn. Có mình ăn. Sao? Isa chờ đồ ăn hả? Isa chờ đồ ăn hả? Cái đuôi quắc 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 quắc. Chờ má chút nha. Chờ má chút. Sao tới đây? À, ăn nha. Phải ăn cái này. Má mới cho thịt nghe chưa? Ăn mà phải đút vậy đó các bạn. Đây, ngồi xuống. Ngồi xuống. Ừ, ăn đi con. Ăn rốt chờ trước nè. Nhìn cái gì? Cái nhìn năn nỉ á. Nhìn má ma cho ăn thịt bò đi. Ăn cái đây. Lì dễ sợ không? Ăn đi. Không thôi á, không thôi, không cho ăn. Nê, không cho, ra đây. Không cho ăn, ăn cái này trước. Ăn này trước, xịt. Ừ, ăn này. Má bà coi nó nhìn má ma kìa. Nhìn mama để nó năn nỉ là cho Isa ăn. Nhìn để năn nỉ là cho Isa ăn thịt đi. Không thích ăn cái đồ của chó ăn. Đó, ăn đi, ăn hết cái này cho. Các bạn coi đó. Ăn mà phải năn nỉ vậy đó, ăn đi. Coi nó nhìn nè. Nó nhìn để nó xin là đừng cho nó ăn đồ này á. Ăn đi con. Ăn đi rồi má cho. Ăn đi rồi má cho. Không thôi má đem đi cất à. Má đem đi cất à. Ăn đi. Ăn đây. Ăn đây trước. Ăn. Ăn đi con. Ăn đi. Có mấy hộp à? Nè, ăn. Không muốn ăn thấy chưa? Lì dễ sợ. Coi. Ráng mà gồng. Nè, ăn đi con. Ăn đi.
Má không cho đâu, má đem đi cất á, má đem đi cất á. Không á, má không có cho đâu nha. Các bạn coi đó, ăn đồ chó mà phải năn nỉ vậy đó. Ăn đi con. Coi cái đuôi quắc quắc này, xin á, là xin mama đừng có cho Isa ăn cái này, cho Isa ăn thịt đi. Mà con phải ăn cái này trước, ăn một nắm thôi, đâu có ăn nhiều đâu. Ăn đi. Không có nhìn vậy, má cất à, má cất thịt à. Nê, nê, không được. Ăn đi con. Nê, nê, không được, không được, không được. Thấy chưa? Ăn giỏi vậy là má cho, thấy chưa? Ăn hết rồi nè. Giỏi quá. Rồi. Còn một hộp đây, còn một hộp đây nè. Rồi, đây ăn đi con. Đó. Ăn đi. Ăn gì mà đứng mà nghiêng 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 vậy hả? Đây rớt miếng nè. Rồi thôi ha. Các bạn coi đó. Ăn uống vậy đó. Hồi nhỏ đó, đã kén ăn từ hồi nhỏ. Cái tự nhiên bữa đó tình cờ phát hiện là thích ăn thịt sống các bạn. Mà người ta nói cho ăn thịt sống chó sẽ dữ, nhưng mà Isa nó không có dữ. Mình thì mình nghĩ ngược lại vậy nè, thường chó dữ người ta hay cho ăn thịt sống. Mà hồi đó mình không biết nó thích ăn thịt sống đâu. Tự nhiên bữa đó là mình thấy là cái miếng thịt bò tươi mình mới mua về, mình cắt thử cho ăn một miếng là ăn sạch bách, thích lắm. Mình hay nấu cơm gạo lứt á, mình để sẵn tủ lạnh các bạn. Mình nấu một phần như vậy á, là mình ăn 2-3 ngày mới hết. Từ cơm gạo lứt nấu lâu lắm, nấu lâu hơn là cơm bình thường á. Cái chế độ mà bật cơm gạo lứt mình trang trí một chút cái rau này lên cho nó tươi mười chút ha các bạn ha. Rồi làm một lát ớt đi. Đó. Không biết ăn ớt, trang trí thôi. Đây các bạn. Chiều nay rau còn mỗi thứ một chút mình mới kho như vậy nè các bạn. Chứ bình thường á mình luộc miếng rau mình ăn với lại cơm gạo lứt là xong rồi đó. Sẵn mình đang thèm đậu hũ, cái bữa mình có mua miếng đậu hũ. Thành ra làm được hai món đây. Vừa đậu hũ chiên chống xì dầu vừa làm cái này. Bây giờ mình xin phép được ăn cơm nha các bạn nha. Và mình cũng xin được kết thúc video ở đây nha các bạn. Xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Rất cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Xin chào. Rau chui ra đây. Xin chào.
ăn không? Người gì ta mà ăn thịt không à, mà lên xin ăn đồ chay.